Hôm nay là 23 Tết. Và bây giờ tôi sẽ đi đến Thế Giới Di Động đi bộ các bạn ơi. Đi bộ lâu ngày đi bộ mệt quá các bạn ơi. Tôi đã đến Thế Giới Di Động. Bác đang ngồi chờ và lấy cái điện thoại Note 9 ra. Đẹp long lanh các bạn. Đó thì sẽ đưa cho cái anh áo đen kia để anh thẩm định và ngồi chờ khoảng độ 30 phút. Quay kia thì nó chất lượng hơn nhưng mà chú chia sẻ hơi nặng. Và nhưng mà bộ nhớ chú nó 2,5 kg rồi. 2,5 kg là vừa. Sau khi con đặt xong thì con viên lên đi ra vậy. Ok, hiện giờ là tôi đang test thử cái Note 10 Plus. Đó, quay bằng cái camera trước. Đẹp ghê. Đang quay thử selfie bằng camera sau siêu rộng. Đó. Siêu rộng luôn. Đấy, chuyển qua góc thường các bạn xem nha. Đây góc thường đấy. Nếu như các bạn xài những cái dòng hai camera đó thì đây sẽ là góc thường. Và đây là tele 52mm. Tele 52mm. Ok, chào các bạn. Vâng, đây là con Note 10 Plus này. Đấy. Thì nãy giờ là tôi đã thực hiện xong những cái thủ tục đổi máy cũ lấy máy mới. Đấy, Note 10. Note 10 Plus. Tuyệt vời không? Đấy, đây. Đây là cái máy của em đó. Đấy, tôi thích màu xanh. Trước thì xài cái màu xanh, bây giờ xài cái màu xanh luôn. Đó, bóp lưng các tặng kèm. Đấy, tặng kèm bóp lưng. Bóp lưng silicone. 3 camera. 1, 2, 3. Tai nghe. Đó, đây là bút của nó. Ok, Note 10. Đấy. Một cái điện thoại siêu phẩm mới nhất của Samsung ra hồi tháng 8 vừa qua, đó chính là con Note 10 Plus. Đây, yeah. Những hình ảnh mà các bạn đang xem ở đây là đang được quay bởi chính cái con Note 10 Plus ạ. Note 10 Plus nha, tức là nó sẽ tốt hơn và mạnh hơn cái Note 10 bình thường. Vâng, các bạn thấy có gì đặc biệt không? Một cái góc gọi là ultra wide, rất là rộng đúng không? Rộng mênh mông luôn. Đấy, nếu như các bạn trong một hoàn cảnh mà cái khung hình này các bạn thường xuyên xem tôi review rồi thì ở cái khung cảnh này rất là rộng, rất là đã. Đó thì tôi mua cái con Note 10 Plus này chỉ vì cái camera thứ ba này thôi bạn. Thì như các bạn biết thì những cái dòng điện thoại cao cấp bây giờ thường nó có 3 camera. Một cái là góc wide bình thường, tiêu cự 27mm, và một góc tele để chụp chân dung, tiêu cự là 52mm. Và đặc biệt là những dòng mới nhất gần đây thì nó là ultra wide, tiêu cự của nó là 12mm, siêu rộng để các bạn có thể quay những cảnh kiến trúc, nhà cửa, thành phố hoành tráng hoặc là những cái quang cảnh mà khi bạn đi du lịch đó, và đặc biệt là trong phòng cũng vậy. Đấy, rất là phê, các bạn thấy không? Trong phòng tôi thì tôi cũng bật mấy cái đèn Philips màu vàng lên. Đấy. Hình ảnh các bạn đã xem là của con Note 10 Plus, tuyệt vời. Vâng, đây là hộp của nó. Đây. Con này
tôi mua full box luôn. Nói chính xác là gì? Tôi đã đổi. Mới hồi trưa này thì tôi lên mạng xem thì thấy rằng là thế giới di động, rồi điện máy xanh, rồi FPT vân vân, nó đang có chương trình khuyến mãi là đổi máy cũ lấy máy mới. Đó thì tôi mới ra cái điện thoại cũ tôi đem ra đổi. Thì cái điện thoại cũ là cái gọi là cũ chứ nó cũng là cái Note 9. Đấy, xài cũng được 7-8 tháng này rồi. Đem đi đổi. Đấy, chương trình của nó. Đây, chương trình. Đấy, các bạn có thể lên đây xem để tra cứu, để xem có mình đổi máy cũ của mình. Thì tôi thấy rất là hời. Nếu như các bạn còn đang sở hữu những cái máy như thế này. Này, iPhone 6 này. S7S này. Những cái máy cũ này. Thì đem ra đổi lấy cái Note 10 Plus này thì rất là hời. Tại vì những cái máy cũ này á, là Samsung nó thu lại cho mình với giá là 6 triệu rưỡi một cái. Đó, bất kể là máy bạn mua của thế giới di động hay là của tư nhân xách tay thì không cần biết. Đem ra là thu 6 triệu rưỡi. Đó, còn những cái con đời mới hơn thì tiền sẽ nhiều nhiều hơn. Và sẽ được thẩm định. Đem ra kỹ thuật viên nó sẽ thẩm định. Đó. Thì hình như là nó chỉ thu hồi máy của Samsung và máy của iPhone thôi. Hình như vậy. Đó, các bạn có thể lên trang web để tham khảo. Này, trợ giá đến 6 triệu rưỡi đồng khi họ mang một cái máy cũ ra đổi. Cho nên tôi khá là thú vị. Rất tiếc rằng là tôi, hôm nay tôi đi làm tôi không có mang hai cái máy cũ để theo. Cho nên mình lấy luôn cái con Note 9 ra mình đổi. Đấy, thì cái Note 9 của tôi ấy, thì đem ra thì họ thẩm định. Kỹ thuật họ thẩm định mất khoảng độ hơn 30 phút. Hơn 30 phút. Họ test các kiểu vân vân, rồi chụp ảnh, rồi test màn hình, rồi gửi về cho Samsung ở nước ngoài. Họ xem rồi sau đó mới nhận mail trả lời vân vân. Thì họ thu lại cái Note 9 của tôi là 9 triệu 6 các bạn. Đấy, một cái máy xách tay. Đó, và tôi đã bù thêm là bao nhiêu. Đấy, cái con này, con Note này lúc nó mới ra hồi tháng 8 á, là giá của nó là 27 triệu. Và bây giờ giá hiện nay là 25 triệu đồng. Và tôi đổi cái con này nó thu tôi là 9 triệu 6. Đó, và đặc biệt rằng là có lì xì 3 triệu. Đấy, qua cái app quà tặng Galaxy này. Cho nên mình cảm thấy khá thú vị. Cho nên là tôi xách luôn nó 9 ra cửa hàng để đổi luôn, thẩm định xong đổi luôn. Tôi bù khoảng 12 triệu rưỡi. Vâng, lý do tôi thú vị là trước giờ tôi xài rất là nhiều máy điện thoại rồi, nhưng toàn là mua hàng cũ, hàng xách tay, hàng line new vân vân đấy, cho nó rẻ. Đó, thì đây là thật sự là một lần đầu tiên tôi vào trong thế giới di động rất là hoành tráng và mua một cái giá khá là chát như thế này. Đó, nhưng mà bù lại là mình có được một cái máy đập hộp luôn, nguyên siêu. Đấy, ở đó cái cô nhân viên cô mở hộp rồi thì tôi cũng không có tiện quay lại, kỳ quá, ngại quá nên thôi. Đó, nhưng mà các bạn coi cái video tôi ở trong shop là bạn biết rồi, mới tinh, rất là phê. Đấy, tai nghe hình như là bắt đầu từ con Note 10 này ấy, thì tai nghe của nó tai nghe vẫn tai nghe truyền thống thôi, AKG. Đấy, AKG, tôi đưa thử xem nó có lấy nét được các bạn nhé. Lấy nét được không? Nét. Ồ, căng nha. Quay cái này là mình quay mò nên là không nhìn thấy đường. Đấy, tai nghe này. Đấy. Thì tai nghe này nó xài cổng Type-C. Tức là trên cái Note 10 của mình không còn cái cổng audio 3.5 ly nữa. Tức là những cái tai nghe truyền thống mình không dùng được nữa, mà phải sử dụng tai nghe cổng Type-C. Đấy, khá là bất tiện. Tuy nhiên là phải chấp nhận thôi. Thời cuộc nó thay đổi mà. Đấy. Về cái tai nghe AKG này này. Cổng Type-C, không biết là nó có cải thiện gì thêm không. Nhưng mà tôi cắm vào tôi nghe thử. Ồ, đã lắm. Mình mới nhét vào lỗ tai thôi là đã hết, là đã không nghe được âm thanh môi trường bên ngoài rồi. Tức là nó kín á. Úp vào thôi là nó kín những tiếng ồn bên ngoài là hết nghe rồi. Sau đó mở nhạc lên. Ồ, mở nhạc mắt biếc lên. Mở cái bàn remix các bạn. Bàn remix. Trời ơi, nó đã gì đâu. Nghe nó sướng cái lỗ tai. Phải nói rằng là phê. Chắc là nó
phải đứng thứ ba thua Sony với lại Apple thôi. Ok, và hình ảnh thì nãy giờ nói rồi, đang được quay bằng cái góc ultra wide của con Note 10 Plus trong điều kiện ánh sáng buổi tối. Và âm thanh các bạn đang nghe là cũng là đang được thu bởi chính con Note 10 Plus luôn. Lần này tôi quay, mọi lần tôi quay clip á, tôi hay dùng cái iPhone này. Đó, mình để túi áo hoặc để trên bàn này, mình bấm cái ghi âm, tại vì iPhone ghi âm rất tốt, mình để gần đây để mình ghi âm tiếng rồi mình lồng vào sau. Nhưng hôm nay đó tôi test thử luôn là không có ghi âm gì hết. Đó, và âm thanh lấy âm thanh trực tiếp từ trong cái Note 10 Plus các bạn nghe luôn. Tức là mình quay xong là mình lấy mình xài luôn á. Thì đương nhiên rằng là ở đây là mình ở trong nhà của mình, cho nên là tôi nói nó hơi được thoải mái, nó hơi to hơn là khi mình đi ra ngoài đường hoặc là ở quán cà phê. Cho nên mình nói to thì chắc chắn các bạn nghe là rõ rồi. Đó, nghe chắc là phê rồi. Khoảng cách máy thì mình để chắc khoảng độ bao nhiêu, cũng gần lắm, hai sải tay thôi, tức là khoảng độ chừng 1.2 thôi, tại vì góc này ultra wide rộng quá, cho nên mình để xa chừng 1.2 thôi là nó đã là mênh mông rồi. Thì tôi có cảm giác rằng là người ta quảng cáo cái con này là cái zoom các bạn, khi mình quay phim mà mình zoom á thì cái micro nó sẽ thu tiếng hẹp lại, nó thu theo cái khung hình của mình khi mà mình zoom lên. Thì không biết rằng là có thật hay không, thì mình đây thì tôi quay tự quay cho nên không có thực hiện được động tác zoom đó, mà nghe là quảng cáo như vậy đó. Đó, thì các bạn zoom này thử xem chất lượng âm thanh của nó như thế nào. Đó, các bạn thấy cái góc quay này như nào, phê không? Bây giờ tôi chuyển góc thường cho bạn xem nha. Ok, tôi vừa mới chuyển qua cái góc wide bình thường cho bạn xem đấy. Góc mà giống như những điện thoại bình thường, các bạn thấy thế nào? Rõ ràng là nó chật lại rất là nhiều đúng không? Đấy, thì hình nó sẽ bị hẹp lại và đỡ biến dạng hơn. Đấy. Và khi mà qua được khi mà mình sử dụng cái lens mà wide á, thì nó là 12 megapixel và khẩu độ của nó là hai khẩu, một cái 2.4 và cái 1.5. Thì cái điểm đặc biệt thú vị là những dòng Note trước đó cũng đã có cái khẩu độ 1.5 này. Đó, rất là phê, có thể chụp ảnh quay phim ở trong những quán cà phê, trong những nơi resort nó hơi thiếu ánh sáng vào buổi chiều tối thì nó rất là sáng. Còn nếu như các bạn xài cái ultra wide là giống như bên nãy á, thì tiêu cự là 12 nhưng khẩu độ của nó thì nó sẽ đóng nhỏ lại bớt là 2.2. thì nó hạn chế hơn. Đó, còn ở cái khẩu độ này thì là được 1.5. Đó là góc wide bình thường đây. Thử lên nét xem các bạn. Đây tôi cầm cái điện thoại lên nét nha. Yeah, nét được không? Lấy nét được không? Thường cái máy tốt thì nó sẽ lấy nét được nhanh. Còn cái máy mà dở hơn thì khi mà mình đưa tới như thế này thì nó không lấy nét được, nó giật. Đấy, thì tôi cũng chưa biết nó lấy nét được hay không nữa. Mình quay trong cái hoàn cảnh ánh sáng buổi tối trong phòng. Tôi bật thử cái tele cho các bạn xem, cái cam thứ ba xem nó hẹp như thế nào nha. Ok, tôi cố ngồi xa một tí. Tại vì bây giờ đang là cái camera tele để chụp chân dung á. Cho nên là ở cái camera này nó xóa phông dữ lắm, nhưng mà tại vì đằng sau lưng mình nó không có cái không gian nên nó không xóa phông được. Đó, thì các bạn xem cái góc hẹp tele này và cái chất lượng hình ảnh của nó có tốt hay không? Có rõ hay không? Chắc nó chỉ khoảng độ như đây thôi. Đó, góc tele. Đó, tele là lấy nét còn vất vả hơn đấy, thử nha. Thử lấy nét này. Lấy được các bạn. Chắc là tele bị đưa gần quá thì nó không lấy được. Ok, đã trở lại cái góc ultra wide. Tiêu cự 12 mm, khẩu độ 2.2.
tôi khoái cái quay phim hoặc là chụp ảnh cái góc rộng này vậy. Rất là phê. Đó, bỏ tiền ra đổi từ con Note 9 lên Note 10 Plus là chỉ vì cái góc quay này. Đó, nếu như các bạn biết cách sử dụng góc quay này các bạn chụp ảnh nhé. Thì thôi, đẹp khỏi chê, mê, rất là ảo. Kéo mấy cô là áo đầm là xòe ra là chân là dài thon luôn. Đó là ba camera với ba góc nhìn khác nhau. RAM cực kỳ mạnh, 12GB. Vâng, điện thoại mà 12GB còn mạnh hơn cái máy tính tôi đang dùng đây. Đó, bộ nhớ external của nó là 256GB. Thì tôi nghĩ rằng là với cái dung lượng 256GB này thì xài chắc cũng là cũng đủ rồi. Phê. Yeah. Gần thêm mấy nữa xem nha. Cái bút các bạn. Vâng. Khoái nhất là cái bút nha. Xài dòng Note là bút là đưa lên là vẽ. Cái màn hình con Note này là 3K đấy các bạn. Thật là tuyệt vời. Màn hình điện thoại mà 3K, bút vẽ được nâng cấp lên rất là nhiều lần, vẽ và có thể sử dụng cái bút đó để mà làm cái remote để chụp ảnh quay phim. Đó, ví dụ mình ngồi đây mình cầm remote, cầm cái bút bấm kịch 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 để chụp ảnh quay phim. Thật là đã. Ok. Tóm lại rằng là nếu các bạn có nhu cầu đổi máy cũ lên máy mới thì nhân dịp Tết này nó ra Thế Giới Di Động nâng cấp thử xem. Tôi cảm thấy rằng là nếu mà máy càng cũ thì càng hời ấy. Còn máy mới thì cũng không có hời lắm đâu, được lì xì 3 triệu đồng. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn vào video clip lần sau. Yeah.